Rồi, chào mừng các bạn đã đến với Di động Nhật Nam nhé. Hôm nay ở đây thì có được một con SE 2020. Nói chung là máy zin chất ok 64GB. À, có khách mua rồi nhưng chê chày. Thì thật sự ra máy cũ mà đẹp như thế này mà chê thì mình cũng thôi chia tay cho đỡ đỡ đau khổ các bạn nhé. Lại tiếp tục bán. Và con máy này thì 64GB chuẩn chỉ ok. Khi khách mua thì cũng yêu cầu mình thay pin. Thay pin mới 100% cho nên là bây giờ nó sẽ là 3 triệu rưỡi cơ. Bình thường là mình bán máy này là 3 triệu 2, nhưng mà thay pin hết 300 là thành 3 triệu rưỡi. Máy cũng zin chuẩn, ngoại hình khoảng 9899 ok nhá. Cái quan trọng là nguyên zin chất. Và đây là SE 2020, còn một con duy nhất màu đen thôi, máy quốc tế. Bên mình bán thì sẽ báo giá là máy trần, không tặng phụ kiện và không có bao ship nha các bạn. Các bạn hãy lưu ý. Và bên mình khá bận nên cũng không có chụp ảnh qua Zalo. Hơn thế nữa thì còn khoảng chục ngày nữa là không nhận ship hàng xa nữa rồi. Nên mọi người thông cảm, ai có ý định mua hàng thì chúng ta đặt sớm để kịp cho bên nhà vận chuyển ship đến cho các bạn nhé. Và tầm cuối năm này thì các bạn cố gắng tranh thủ giúp mình, và khi đặt hàng thì cũng nhanh gọn lẹ và xúc tích một xíu các bạn nha. Để mà thuận tiện cho việc mua và bán cũng như là giao nhận cho nó kịp thời. Rồi, tiếp theo thì có con Redmi 12 RAM 8128. Thì dòng này nó có mấy phiên bản nên là có nhiều bạn so sánh giá thì mình thấy nó hơi khập khiễng. Chính vì vậy mình cũng nói rõ và cho các bạn xem rõ luôn. Đây là cái phiên bản bộ nhớ cũng như là RAM cao. Đây là bộ nhớ 128 và RAM tới 8GB cơ. Vì nó có những cái phiên bản là RAM 4 hoặc là RAM 6 thôi thì chắc chắn nó rẻ hơn. Còn với phiên bản cao kịch khung này, RAM 8 cộng 4 đây. Đó. Và chip 8 nhân, màn hình to 6.7 pin trâu, Redmi 12, chính hãng 2 sim, máy màu bạc khá là mới. Mình sẽ bán cho các bạn với giá 3.2 triệu. Và giá này thì mình thấy cũng khá là rẻ, ok các bạn nhé. Nói chung là chuẩn chỉ rồi. Tiếp theo thì Oppo A9 2020, ngày hôm nay mình quyết định bán cho các bạn với cái giá là 2.6 triệu. Con này khá ngon, nồi đồng cối đá. Phiên bản RAM 8, bộ nhớ là 128, pin trâu 5000, màn hình to 6.5 inch. Máy chất 4 camera sau và có vân tay. A9 2020 các bạn nhé. Màu xanh trắng và giá bán chỉ có là 2.6 triệu thôi. Bảo hành 6 tháng, lỗi là đổi không sửa chữa. Nói chung bên mình bán thì cam kết là hàng zin, chất ok ngon lành. Tiếp theo thì mình có Oppo Reno 7 màu vàng chanh. Hôm nay mình bán cho các bạn với giá 4.3 triệu thôi. Con này RAM 8, bộ nhớ là 128. Oppo Reno 7 là một dòng sản phẩm cũng khá là chất lượng của Oppo. Nó là sản phẩm chính hãng, sử dụng 2 sim ngon lành cành đào các bạn nhé. Và giá thì thật sự là rất là ok đấy. Chỉ có 4.3 triệu. Sản phẩm cam kết nguyên zin, cam kết chính hãng, sử dụng được 2 sim và có ngoại hình đẹp zin 99%. Oppo Reno 7 vàng chanh, ngon lành cành đào nha các bạn. Rồi, tiếp theo nữa là Oppo Reno 8Z 5G. 8Z 5G thì có bộ nhớ tới 256 và RAM 8GB. Pin châu máy chất chuẩn chỉ ok, ngon lành cành đào. Và sản phẩm này cũng chính hãng của Oppo, khá mới, màu vàng. Có giá bán cho các bạn là 5 triệu chẵn. À, một mức giá rẻ các bạn nhé. Rẻ các bạn ạ. Tiếp theo là Redmi Note 10 Pro màu cam. Màu cam khá đẹp. Và con này cũng khá chất, pin châu máy chuẩn chỉ ok, ngon lành cành đào. Và giá bán của Redmi Note 10 Pro sẽ có giá bán cho các bạn là 3.600.000. 3.600.000. A55 màu xanh ngọc, khá đẹp, chuẩn zin ok, pin châu 5000, RAM 4, bộ nhớ 64GB. A55 chính hãng, 3 camera sau, chuẩn chỉ của Oppo, có giá bán cho các bạn cũng cực phê, 2 triệu rưỡi các bạn nhé, 2 triệu rưỡi thôi. Tiếp theo là Oppo Reno 8 5G, một phiên bản cao cấp của dòng Oppo, cũng khá là chất. Con này thì có một vết cấn nhẹ ở chỗ gần chân sạc đây, còn ngoài ra là đẹp hết và giá bán chỉ có 5.8 triệu. Thật sự là một mức giá rất ok, con này thì camera đẹp, cấu hình khỏe, máy mượt, chuẩn, pin châu, chất và chính hãng của Oppo, sử dụng 2 sim ngon lành nhé. Nói chung khá ngon đấy các bạn, giá có 5 triệu 8 thôi. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ có sản phẩm là Samsung Galaxy A23 các bạn ạ. A23 thì máy đẹp chuẩn zin, màu xanh, phiên bản RAM 6, bộ nhớ là 128GB, mình sẽ bán cho các bạn với cái giá là 3 triệu 4 các bạn nhé, 3 triệu 4. 3.400.000. Rồi quay trở lại với Oppo Reno 5. Reno 5 RAM 8, bộ nhớ 128GB, hàng chuẩn chỉ ok, ngon và giá bán của nó ngày hôm nay chỉ có 3.2 triệu. Cực kỳ chất lượng nha các bạn, cực kỳ chất lượng.
Rồi A77S, A77S RAM 8 128 GB thì có giá bán cho các bạn là 3,8 triệu thôi. Sản phẩm cũng chính hãng của Oppo và sản xuất gần đây nên là cực kỳ ngon các bạn nhé, cực kỳ ngon, cực kỳ chất. Nói chung là đỉnh của chóp đấy, A77S giá có 3,8 triệu. Tiếp theo là Redmi 12 cũng là phiên bản RAM 8 GB, bộ nhớ 128 và đây là máy màu xanh, tươi xanh như nồi canh và cũng rất là mới cho nên cũng có giá bán là 3,2 triệu. Hãy lưu ý là đây là phiên bản RAM 8 bộ nhớ 128 nha. Bạn nào so giá thì chúng ta phải xem phiên bản. Tiếp theo là có Zeno 10, Oppo Zeno 10 5G. Phiên bản màn hình cong, RAM 8 256 GB, cực chất, camera 108MP và đây là một con máy khá mới. Có thể nói mới leng keng xà beng và có mức giá rẻ là 7,2 triệu thôi các bạn nhé. 7,2 triệu, khá là ngon. Rồi tiếp theo thì mình có một sản phẩm Oppo A17K, mình bán rẻ cho các bạn với giá là 1,8 triệu thôi. Giá thanh lý tri ân khách hàng nhé. Con này rất rẻ, rất ok và máy rất là ngon. Chuẩn, pin trâu, màn hình to, chính hãng 2 SIM, ngoại hình khoảng 98% và giá bán chỉ có 1,8 triệu, thật sự cực rẻ. Tiếp theo là Oppo A95 các bạn ơi. A95 của chúng ta thì RAM 8, bộ nhớ 128GB, pin trâu 5000, màn hình to 6,5 inch, cực chất, cực chuẩn và giá bán thì khá là ok. Chỉ có 3 triệu rưỡi thôi, 3 triệu rưỡi các bạn nhé. Và đây nữa, một con máy 1 triệu rưỡi, đó là Oppo A15, RAM 3, bộ nhớ 32GB, chuẩn chỉ ok, có vân tay ngon lành cành đào. Giá bán thì có thể nói là cạnh tranh hết nấc rồi. Và giá chỉ có 1 triệu rưỡi, thanh lý tri ân khách hàng nhé. Những con máy rẻ này thì thật sự có nhiều con mình không lãi, có nhiều con mình lỗ đấy, mình nói thật nha. Nên anh em mua bán nhanh gọn lẹ giúp mình. Tiếp theo thì XS màu đen, phiên bản 64GB, chuẩn zin, ngon lành, ok, chất, mình bán giá có 4 triệu 8 thôi. 4 triệu 8 thôi các bạn nhé. Và các bạn lưu ý giúp mình một điều là cái dòng iPhone thì thường là pin zin của nó hơi kém rồi nha. Những cái dòng XS hay XS Max thì pin kém rồi. Các bạn nào muốn thay pin thì cộng thêm tiền bên mình thay cho. Mình chỉ tính cái tiền cái cục pin thôi chứ không tính công thay. Còn với máy không nguyên zin như thế này mình bán có 4 triệu 8 thôi các bạn nhé. Quá là rẻ nha các bạn. Rồi như vậy thì mình cũng đã giới thiệu đến các bạn khá là nhiều sản phẩm chính hãng xịn sò ok ở ngày hôm nay. Bạn nào kết sản phẩm nào thì có thể liên hệ đến hotline của mình ở đây này để đặt cọc chốt đơn. Và cũng có thể đến trực tiếp shop nếu như các bạn ở gần cái khu vực huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai các bạn nhé. Mình có một shop duy nhất ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, ở cái hướng đi Đà Lạt đấy. Các bạn sẽ đi từ Dầu Dây về Đà Lạt là mình nằm ở cây số 130, quốc lộ 20 các bạn nhé. Cái khu vực của mình là nó gần với lại đá Ba Chồng ở Định Quán nha. Từ đá Ba Chồng các bạn đi lên khoảng 15 cây nữa là tới Di Động Nhật Nam. Đó, thì Di Động Nhật Nam là nằm ở khu vực gần Phương Lâm đấy các bạn. Gần Phương Lâm, cụ thể là Ngọc Lâm nhé, cách Phương Lâm 2 cây số. Và bên mình thì khi bán online á, cũng cho các bạn kiểm hàng, chỉ cần cọc trước có vài trăm để đảm bảo tiền đóng gói, tiền phí ship rồi này kia thôi. Còn ngoài ra thì các bạn cũng được kiểm tra hàng ok, test máy ngon lành thì các bạn thanh toán nốt số còn lại giúp mình nhé. Ngoài việc bán thì mình cũng có thu mua lại tất cả những sản phẩm mình đã bán ra trong nhiều năm qua để tạo điều kiện cho các bạn đổi nâng cấp lên đời. Các bạn có thể gửi cái sản phẩm đó về cái địa chỉ ở Tân Phú, Đồng Nai. Địa chỉ cụ thể thì có dưới mô tả này, có trên giấy bảo hành các bạn nhận được nhé. Và có ở trên Google Maps, Google tìm kiếm. Các bạn có thể vào Google tìm kiếm, Google Maps, các bạn search chính cái số hotline của Nhật Nam vào cái ô tìm kiếm, rồi các bạn bấm tìm một phát là ra địa chỉ Google Maps, đi đến tận shop nha. Số hotline của mình là 0979782366 nha các bạn. Và mình có ghi ở đây này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào Zalo của mình để chốt đơn. Tuy nhiên thì có một điều bất tiện là mình không tặng phụ kiện, không bao ship và không chụp ảnh qua Zalo nữa nha. Mong các bạn cảm thông, đăng ký kênh, theo dõi, chia sẻ, để lại bình luận và ủng hộ cho mình thì inbox trực tiếp cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.